Có bộ đầu vi tính ổ cứng của VKTV thanh lý cho các bác. Bộ này là ngày trước em chơi nhưng mà mua chả hát mấy, còn rất là mới. Các bác nhìn các cái chân inox rất là mới, đây chỉ bụi bặm thôi, chắc hát được vài lần, toàn để bay là chính thôi. Ổ này ổ 2T, màn nước cái gì cũng còn rất là mới, chỉ có bụi bặm thôi. Ổ 2T dây rất đầy đủ, các bác về cắm phát là ok luôn rồi. Đây là màn hình cảm ứng, chân đế đây, hốc đây, đây đầu, ni lông mặt này còn chưa đến bóc luôn, bóc ni lông như mới luôn, đầy đủ luôn. Cổ 2T, cái này nó là nó có bài hát ở trong này, các bác chọn vi tính, các bác cắm chọn vào đây, bấm vào đây, các bác có nhu cầu alo cho VKTV 2T.